Midora nói gì về drama của đàn em? Sự vắng mặt của Midora và Minh Nghi trong vai trò MC VSET mùa xuân 2024 khiến khán giả rất quan tâm. Đặc biệt khi Remy, nữ MC duy nhất chưa làm tốt vai trò, thì sự so sánh với những cây mai gạo cội ngày càng gay gắt. Đã xuất hiện các bài công kích yêu cầu Remy dừng chân tại đây, đồng thời hy vọng triệu hồi các nữ MC cứng cựa. Trong bối cảnh này, chia sẻ trên một podcast, Midora đã có nhiều lời nhắn nhủ, không né tránh drama nhạy cảm của đàn em. Mai cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhưng với những gì đã trải qua, Mai mong mọi người nếu được, hãy dịu nhẹ một chút lời nói của mình với các bạn MC trẻ. Bị mắng, không ai là không buồn cả. Cô cũng cho thế hệ sau lời động viên. Sau này còn rất nhiều các lứa MC mới, mong là các bạn đủ vững vàng và nhiệt huyết. Để có những chia sẻ xúc tích như vậy, trong quá khứ, Midora đã không ít lần rơi vào tình huống tương tự. Đi làm, chịu áp lực từ khán giả là việc không tránh khỏi. Khán giả còn quan tâm là còn góp ý. Mình biết vậy, nhưng mình không được chỉ dạy phải sửa ở đâu. Mình không biết phải làm như thế nào ngoài việc phải cố gắng học hỏi các MC đi trước, xem các giải nước ngoài. Mình cố gắng từng ngày, đúng kiểu làm trong nước mắt luôn. Chúng ta làm tất cả là để cho khán giả xem. Nếu đợt này bị chê trách, thì lần sau làm lại phải cố gắng hơn, tốt hơn. Vậy nên sự công nhận của khán giả, những dòng khen ngợi, Midora đã dẫn duyên hơn. Chỉ cần như thế thôi là vui cả ngày rồi. Dưới bài đăng, khán giả cũng thừa nhận từng có thời điểm không ưa cô gái này. Nhưng chính sự nỗ lực không ngừng, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chăm chỉ góp nhặt kinh nghiệm, học hỏi tiền bối, chính sự chủ động và cầu tiến đã giúp cô ghi điểm trong lòng dân tình.